Xin chào các bạn. Tuần này thì chúng ta nói về đề tài đó là lượng kiều hối, tức là tiền người Việt gửi về tại Việt Nam trong năm 2020 là khoảng 16 tỷ đồng. Để chúng ta từ tìm hiểu coi cái đối với một cái số tiền lớn như vậy gửi về Việt Nam thì nó là ảnh hưởng như cái gì tới cuộc sống người Việt Nam và nó có nhiều như thế nào so với những người Việt đang sống ngoài nước Việt Việt Nam của mình khi gửi về như thế nào ha. Rồi chúng ta cùng vô clip luôn. Thì năm 2020 thì người bên Việt Nam thì họ dùng cái từ như vậy, chữ NVNONN, các nghe người Việt ở nước ngoài. Năm 2020 thì người Việt ở nước ngoài gửi về Việt Nam khoảng 16 tỷ đồng. 16 tỷ đồng khi người Việt gửi Việt Nam nó chiếm khoảng là 6% cái GDP của đất nước Việt Nam. Thì đó là một số tiền rất lớn. Để cho các bạn hiểu như thế nào nó lớn như thế nào á, thì bây giờ một cái đơn giản thôi. Thì các bạn theo người Việt Nam mình, bộ dân số Việt Nam nói về những người Việt Nam ở nước ngoài, thì lúc này đây người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng là 5.300.000 người. Đó là theo thống kê thôi. Nó có chính xác 100% không thì mình nghĩ nó không chính xác 100% đâu. Nó có thể hơn xuống một chút xíu, nhưng mà có đó là một con số có thể chấp nhận được. Có nghĩa là khoảng 5.300.000 người. Thì bây giờ mình cứ coi 1 tỷ USA, 1 tỷ đồng tiền đô sẽ bằng là 23.000 tỷ Việt Nam. Thì mình sẽ đưa ra những con số thì các bạn sẽ thấy cái số tiền nó lớn như thế nào. Như nãy mọi người mới nói rồi, 16 tỷ đô gửi về Việt Nam trong vòng năm 2020 khi đại dịch đang bùng phát cả thế giới, thì cái đồng tiền đó đã bằng 6% tổng GDP của nước Việt Nam. 1 tỷ đô thì bằng là 23.000 tỷ đồng Việt Nam. Cứ 1 tỷ đô thì bằng 23.000 đồng tỷ Việt Nam. 16 tỷ đô sẽ bằng là 365.000 tỷ đồng Việt Nam. 16 tỷ đô sẽ bằng là 360.000 đồng tỷ Việt Nam. Nếu chúng ta lấy 16 tỷ đồng, 16 tỷ đô mà gửi của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước Việt Nam chia cho 5.3 triệu người, thì trung bình một đầu người sẽ gửi về Việt Nam là khoảng 3.020 đồng. Trung bình một đầu người trong vòng năm 2020, người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi về Việt Nam trung bình một đầu người là 3.020 đồng một người từ nước ngoài họ khi gửi về. Thì có nghĩa rằng mỗi một cá nhân, những người Việt đang ở nước ngoài, họ đã gửi về Việt Nam trung bình một tháng là 251 đồng một tháng. Có nghĩa là không cần biết bạn già, bạn trẻ, bất cứ ai, thì trung bình một người gửi về một năm là 3.020 đồng và mỗi tháng là 251 đồng tiền đô. Trong vòng 5 năm vừa qua, người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi về Việt Nam khoảng 71 tỷ đồng. Những cái dữ liệu này thì các bạn có thể kiểm chứng trên trang mạng của những trang của xã hội tại Việt Nam, thì mình lấy những mình cứ để những cái link đó cho các bạn. Tại sao là mình không dùng những cái con số khác bên ngoài đất nước mà lại xài những con số tại Việt Nam? Tại vì người Việt Nam chúng ta hay có sự tranh luận mà nhiều khi nó hơi tiêu cực, nên mình xài những con số của các bạn luôn, để cho chúng ta khỏi phải nói tới nói lui là con số này đúng hay đúng sai. Con số này là do người và bộ Việt Nam đưa ra, tại nước Việt Nam đưa ra. Còn chính xác thế nào thì cái đó chẳng lẽ là lại ông tổ ở bụi này tôi nói xạo, tôi nói bậy, tôi nói sai sao? Số mình tự đưa ra mà, thì mình dùng những con số đó mình sẽ tính ra cho các bạn, để các bạn sẽ thấy được cái đồng tiền nó gửi về nhiều như thế nào. Nếu mà lấy 71 tỷ á mà mình nhân cho 1 tỷ đô là bằng 23.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì lấy 71 tỷ trong vòng 5 năm vừa rồi, khoảng năm 2015 cho tới năm 2020, người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi về Việt Nam khoảng là 1 tỷ 633 triệu tỷ đồng Việt Nam. Còn số khiếp không bạn, mà các bạn thấy 1 tỷ 633 triệu tỷ đồng Việt Nam.
chứ không phải là 1 tỷ 630 triệu Việt Nam, là 1 tỷ 633 triệu tỷ đồng Việt Nam. Năm 2020, GDP Việt Nam tăng trưởng là 2.91%. GDP Việt Nam tăng trưởng năm 2020 là 2.91%, trong lúc đại dịch thì chúng ta rất tự hào đúng không? Nhưng mà nếu các bạn lấy cái số 6% GDP của Việt Nam là do bởi tiền của người Việt ở nước ngoài gửi về, thì các bạn lấy 6% ra khỏi cái công thức đó, thì các bạn thấy rằng thực sự nếu không có 6% gửi về đó thì năm 2020 Việt Nam mình đã âm 3.01%. Có nghĩa là mình không phát triển, mình đi ngược lại. Quỹ vaccine Việt Nam lúc này đang cần có tiền là khoảng 25.000 tỷ đồng. Quỹ vaccine Việt Nam lúc này đang cần có tiền để mà mua vaccine cho cả người dân nước Việt Nam là khoảng 75 triệu người chích, lại cần là khoảng 25.000 tỷ đồng. Thì nếu các bạn lấy cái con số năm 2020 mà khi người Việt ở nước ngoài gửi về Việt Nam là 368.000 tỷ đồng, là 16 tỷ, là bằng 365.000 tỷ đồng. Thì lấy chơi nha, 365.000 tỷ đồng. Xin lỗi, 368 chứ, 368.000 tỷ đồng. Chia cho 25.000 tỷ. Thì các bạn ra 14.7 đúng không? Có nghĩa là khoảng 15 lần. Có nghĩa là số tiền mà người Việt ở nước ngoài gửi về Việt Nam nó bằng gần 15 lần. Nó gần bằng 15 lần tổng số tiền, hơn 15 lần tổng số tiền mà chúng ta đang cần mua vaccine tại Việt Nam. Các bạn thấy những con số đó, các bạn thấy nó rất nhiều đúng chưa? Sài Gòn, khi mà tiền mà gửi về Việt Nam á, Sài Gòn chiếm được khoảng là hơn 1/3. Có nghĩa là trong cái 16 tỷ đồng chia cho 3 thì Sài Gòn đã lãnh được hơn 5 tỷ rưỡi. Họ nói là khoảng 6 tỷ. Thì Sài Gòn, những con số này được gọi là những cái đồng tiền này là những cái đồng tiền đi qua những cái kênh, những cái nơi mà gửi đàng hoàng về Việt Nam, nhưng mình không đi qua những đường lắt léo và cũng không bàn đến những người giống như họ về Việt Nam chơi thăm gia đình và mang theo tiền trên người của họ và về họ lại giúp đỡ gia đình tại Việt Nam, không thì cho cái này làm cái kia, thì cái con số đó không có tính, thì tính cái con số gửi về thôi, chứ không nói cái con tính là những người mà khi họ đi về họ mang theo tiền. Thì Sài Gòn đã chiếm hơn 1/3 cái số tiền nó gửi về, nó nằm ở trong Sài Gòn. Mà Sài Gòn thì có khoảng 10 triệu người, với dân số Việt Nam bây giờ là khoảng gần 100 triệu, 98 triệu. Thì nghĩa là Sài Gòn thì chiếm chưa tới 1/10, khoảng 1/10 tổng dân số nước Việt Nam. Nhưng mà Sài Gòn đã chiếm hết là gì? Hơn 1/3 tổng số tiền nó đi về Việt Nam, nó nằm trong Sài Gòn. Đó lý do sao nó đẩy Sài Gòn, giá cả mọi thứ nó mắc mỏ, hoặc là cái cuộc sống người Sài Gòn nó khác hẳn những cuộc sống những người khác đang hiện diện và sống tại nước Việt Nam. Khoảng 60% cái đồng tiền mà gửi về của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về Việt Nam được xuất phát tại nước Mỹ. Nhưng mà các bạn để ý một cái này rất là lạ của người Việt Nam. Khi người Việt Nam thân nhân nhận được và lãnh được tiền từ người nước ngoài gửi về, họ không phải khai thuế. Đồng tiền đó họ không phải đóng thuế. Vì không phải khai thuế và không phải đóng thuế, có nghĩa là đồng tiền đó hoàn toàn vô túi của họ và họ mới xài ra quyền của họ. Bây giờ xong cái đó, những con số mình đưa cho các bạn rồi, bây giờ mình tới một cái bước thứ hai của cái clip, tầm quan trọng gửi về. Bây giờ thì nhiều khi nếu mà bàn vô vấn đề mà tại sao gửi như thế nào, thì có thể sinh ra rất là nhiều vấn đề là sự tranh cãi, tranh luận giữa người gửi và người nhận, và giữa người nhận và người gửi. Người gửi thì có cảm thấy hơi mệt mỏi khi mà đúng ra là vậy, đồng tiền dính liền khúc ruột. Ông bà mới nói đồng tiền này dính liền khúc ruột.
đồng tiền đi làm ở chỗ nào nóng cực mới có được đồng tiền, thực sự là vậy. Ở Việt Nam cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, ở khắp nơi thế giới cũng vậy. Để kiếm ra được một đồng tiền chân chính, mình không là bàn với những người là gọi là trốn thuế, ăn gian, nói dối, đi ngang, đi dọc, đi xuôi, đi ngược, đó thì rất là đầy rẫy ngoài kia. Cộng đồng người Việt Nam cũng có, và trong người số người Việt Nam mình cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình nói về đa số những đồng tiền chân chính của những người đi làm và kiếm được, nhất là bên Mỹ, khi các bạn đi làm thì các bạn phải đóng thuế. Các bạn 10 đồng thì các bạn phải đóng thuế gần tới 20 đồng rồi. Sau đó các bạn về các bạn đi xài, các bạn lại đóng thuế nữa. Nên để 100 đồng gửi về Việt Nam thì 100 đồng đó trước khi gửi, có nghĩa là trước khi mà nó bị trừ thuế, nó khoảng là 120 cho tới 140 đồng. Thì nếu là 16 tỷ thì các bạn nhân cho nó khoảng 25% của 16 tỷ, có nghĩa là 4 tỷ. Có nghĩa là trước khi mà gửi được 16 tỷ về Việt Nam thì trước khi thuế thì cái đồng tiền đó khoảng là 20 cho tới 22 tỷ đồng. Thực sự là vậy. Trước khi mà được, bên đây nó gọi là gross income và net income. Gross income là tiền trước khi đóng thuế, net income là tiền sau khi đóng thuế. Thì mọi đồng tiền gửi về Việt Nam là những đồng tiền thực sự các bạn đây làm chân chính, là các bạn đã phải đóng thuế rồi thì mới có được cái đồng tiền đó và các bạn gửi về Việt Nam. Thì nếu mà Việt Nam mà lãnh 16 tỷ thì cái đồng tiền đó trước khi thuế nó đã khoảng là từ 20 cho tới 22 tỷ đồng. Và mình sẽ không bàn vào những cái vấn đề trường hợp là những người trốn thuế và lấy tiền đó gửi về Việt Nam. Cái nhánh đó nó không có hay ho gì nên mình không bàn với vấn đề đó. Thì họ gửi về Việt Nam. Bây giờ mình nói về cái tầm quan trọng của tiền gửi về Việt Nam theo cái gọi là cái sự cách nói của người Việt Nam trên... trên cái trang mạng của người Việt Nam. Thứ nhất, bù đắp thâm thụt cán cân thương mại, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của một bộ phận người dân nhận kiều hối. Cái này thì mình để trên màn hình các bạn có thể coi luôn. Tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế đất. Tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế đất, có nghĩa là nhà cửa đất đai đó. Giảm bớt sự mất cân đối trong cán cân thanh toán, cải thiện dự trữ ngoại hối, giảm sức ép tăng tỷ giá. Thì mình trong đọc chương này sau thì mình giải thích cách đơn giản nhất cho các bạn dễ hiểu. Cân bằng vãng lai, tăng dự trữ ngoại hối quốc gia, giảm thiểu sự phụ thuộc nguồn vốn nước ngoài cũng như sức ép tỷ giá của đồng đô la Mỹ. Tạo thêm công ăn việc làm, ổn định đời sống cho người dân thông qua đầu tư kinh doanh của Việt kiều, đồng thời góp phần cải thiện ngân sách cho nhà ở, y tế, giáo dục. Thì sau khi các bạn coi 1, 2, 3, 4 điểm này rồi thì gói gọn đơn giản là vậy. Đồng tiền của người Việt ở nước ngoài gửi về Việt Nam là một đồng tiền, thực sự là đồng tiền cho không. Đồng tiền đó đi vô và không cần đi ra. Đồng tiền đó không cần phải đóng thuế và không cần phải trả thuế. Đồng tiền đó cũng không phải trả lợi nhuận. Thì khi mượn là phải trả. Việt Nam mình bây giờ ta thoát khỏi gọi là đất nước nghèo rồi. Bây giờ được gọi là đất nước đang phát triển hoặc là có mức sống trung bình rồi. Thì khi chúng ta mượn những tài sản tiền bạc của những ngân hàng thế giới, bây giờ chúng ta sẽ không được ưu tiên như hồi xưa nữa. Chúng ta phải trả bằng cái giá của những đất nước trong khu vực của chúng ta để cạnh tranh một cách công bằng. Nếu mà nói cách khác, tại sao các bạn lấy cái đồng tiền Việt Nam mình á, cái đồng tiền 500 ngàn có thể trong nước nó có giá trị, nhưng mà lấy cái đồng tiền 500 ngàn đó các bạn đang ra thế giới thì có thể họ không biết cái đồng tiền đó là đồng tiền gì. Không khác cái nào giống như ở Việt Nam mà chúng ta mang cái đồng tiền Mongolia, là người Mông Cổ chẳng hạn, người bên Phi Châu chẳng hạn. Những cái đồng tiền mà các bạn có thể chẳng bao giờ thấy cả, thì nhiều khi các bạn không biết đường mà xài nó. Thì đa số Việt Nam chúng ta chỉ có một tiền Úc, tiền Canada, tiền Europe và tiền Mỹ. Đa số những cái đồng tiền đó nó gần gũi và dễ hiểu hơn, nhất là đồng tiền đô. Thì khi chúng ta biết rằng xuất nhập khẩu, xuất ra và nhập vô, Việt Nam chúng ta nếu mà hiểu được cái đồng tiền đô nó quan trọng như thế nào về cái tỷ giá và sự ép giá trong cái đồng cái những vấn đề mà xuất khẩu của chúng ta và nhập khẩu của chúng ta, thì các bạn sẽ hiểu được rằng tại sao cái đồng tiền người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nó quan trọng như vậy. Nó cho một cái ví dụ đơn giản thôi. Bây giờ các bạn thấy nhìn quân đội Việt Nam chúng ta ngày nay đi, từ xe tăng, máy bay, súng, đạn, dược, mọi thứ, có cái gì make in Việt Nam đâu. Từ từng khẩu súng, viên đạn,
xe tăng, tàu ngầm, máy bay đều là của nước ngoài cả. Thì những cái đó đều phải mua vì phải mua bằng tiền đô, thì ta đâu nhận bằng tiền Việt, thì bắt buộc phải có những đồng tiền đô đó. Và khi đồng tiền đô mà gửi về Việt Nam thì có phải vô tay những người gọi là những người cần thiết Việt Nam, là những người mà họ gia đình có người bên đây họ gửi về, thì những người đó sẽ đổi tiền đó, tiền đô này ra tiền Việt để mà gì, để mà sinh hoạt trong cái đất nước Việt Nam đó của mình. Thì cái đồng tiền đô nó sẽ là gì? Nó lại nằm trong đó, nó cái hoán đổi một lượng tiền là 368.000 tỷ, nó sẽ hoán đổi được cho chúng ta là 368.000 tỷ đồng Việt Nam qua được 16 tỷ đồng đô. Và chúng ta không cần phải xuất nhập khẩu một cái gì cả, chúng ta đã hoán đổi được 368.000 tỷ đồng Việt Nam qua được là gì, 16 tỷ đô. Và chúng ta có dùng 16 tỷ đô đó là chúng ta đi ra ngoài kia, để nghĩa là ngoài thế giới, và chúng ta mua những cái đồ mà chúng ta cần thiết cho đời sống của người Việt Nam. Chúng ta tự hỏi những cái gì xài được Việt Nam, từ máy lạnh, máy sấy, xe cộ, mọi thứ, chúng ta đang sản xuất được cái gì, chúng ta đã có được cái gì tự mình sản xuất, từ cái phone chúng ta đang cầm trên tay, từ những đồ điện tử mà những máy móc trong đất nước chúng ta đang xài, nó từ đâu tới. Thì nếu mà chúng ta nhập khẩu nó thì bắt buộc chúng ta phải có tiền đô. Thì cái đồng 16.000 đô này, 16 tỷ đô này, nó sẽ giúp chúng ta biến đổi cái đồng tiền Việt Nam của chúng ta là 360.000 tỷ đó trở thành những đồng tiền đô để chúng ta có thể đi nhập được những vấn đề đó. Nên nó, họ mới nói là nó giảm thiểu được sức ép tỷ giá của đồng tiền đô. Nếu cái này thì muốn hiểu thì mai mốt mình, nếu các bạn thích cứ để comment, mai mốt mình giải thích, thì nó không có gì khó khăn lắm để mà hiểu. Thì giờ nói về chút đó thì chúng ta qua gì, trong vòng 5 năm trời vừa rồi đã gửi về là khoảng 71 tỷ. Cái mình không nói về những cái khoản gửi khác, những khoản mà những người về xài, cái đó không bàn đấy. Nó cũng nhiều như thế nào mình nghĩ nó khá là nhiều, có thể bằng này còn hơn nữa, nhưng mà thôi, tại vì những con số đó không có một cái thống kê nào cả. Nhiều khi nói thì nó giống như là chúng ta nói theo quán tính, cảm tính, và nhiều khi sẽ xảy ra những sự tranh cãi tranh luận không cần thiết. Thì trong vòng 5 năm vừa rồi nãy mình nói là 71 tỷ, có nghĩa là 1.633.000.000 đồng Việt Nam. Một khoản khiếp khủng khiếp đó, một con số dễ sợ lớn. Sau khi chúng ta nói thế này rồi á, thì chúng ta sẽ hỏi tại sao người Việt họ lại gửi nhiều về Việt Nam dữ vậy. Không phải có quá nhiều YouTube đang nói về Việt Nam, có những đại gia giàu có những người tiền tỷ, gọi là tỷ phú Việt Nam, tỷ phú nha, tỷ phú tiền đô Việt Nam, không phải tỷ phú tiền Việt. Tỷ phú tiền Việt chắc nhiều lắm, tỷ phú tiền đô. Nhưng mà tại sao những cái đó họ vẫn không có dừng lại cho người Việt, vẫn gửi về Việt Nam? Đa số 9 người, 10 người gửi, hết 9 người, họ không để ý tới những nhánh đó. Họ chỉ để ý tới những người lao động vất vả mưu sinh tại Việt Nam. Nhất là những lúc này đây, từ năm ngoái tới năm nay, là Việt Nam là những tầng lớp xã hội bên dưới, là những người buôn gánh bán bưng, những người công nhân, những gia đình đang sống thì rất là khó khăn. Khó khăn như thế nào chắc mình cũng không cần phải giải thích cho các bạn. Thì cuộc sống tại Việt Nam khó khăn như thế nào, lúc này đây thì các bạn đã hiểu hơn mình. Chạy ăn từng bữa. Thì khi họ nhìn thấy cái đó thì họ gì? Họ chất chiêu ra những cái đồng tiền của họ thực sự để mà đa số người Việt ở đâu cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, châu Âu cũng vậy, Canada cũng vậy, mọi nơi, Korea, Japan, bất cứ nơi đâu, bây giờ trên thế giới thì người Việt Nam mình đã có mặt tới khoảng 150 đất nước rồi. Thì bất cứ ai khi họ gửi về thì họ cũng phải chắt chiu ra cái đồng tiền đó để họ gửi về. Mà khi họ gửi về không mang tâm trạng của sự so bì, họ gửi về không mang tâm trạng của sự hơn thua, họ gửi về không mang tâm trạng của một người ai giàu hơn ai, mà họ gửi về thì hy vọng được rằng những đồng tiền đó họ có thể giúp cho những người thân yêu của họ và những đồng bào của họ, và họ vẫn nghĩ trong đầu là đồng bào của họ, có một đời sống nó yên lành, ấm êm hơn mà thôi. Còn mà đồng tiền nó đi đâu, nó đi về đâu, nó làm những cái gì, đó là một đề tài mà chúng ta hôm nay clip này không nói bàn tới nó, tại vì nó sẽ sinh ra rất là nhiều vấn đề gọi là hục hặc lẫn nhau. Nhưng mà
trong giai đoạn đó lại có rất nhiều YouTube giống như nói so bì so sánh những người Việt hải ngoại, thì làm cho những người Việt hải ngoại nhiều khi họ lụt trí và họ không muốn gửi nữa, họ lụt trí và không muốn gửi nữa. Rất là đơn giản thôi, nếu bạn đã tự đứng lên bàn chân của bạn rồi thì không cần thiết tôi giơ tay ra tôi nâng bạn lên nữa. Nếu bạn đã thực sự đã đứng chân lên bàn chân bạn được rồi thì thực sự tôi không cần giơ tay ra nâng bạn được, không cần giơ tay ra nâng bạn nữa. Nhưng mà họ vẫn bỏ ngoài tai những cái lời lẽ đó để họ vẫn làm những việc họ nghĩ rằng cần làm cho những tầng lớp xã hội đã bị quên mất đi, đã bị quên mất đi trong đất nước Việt Nam mình ngày hôm nay. Vì lý do đó họ vẫn gửi. Nếu các bạn nào qua Mỹ đó, mà các bạn tới một cái khu người Việt đông nhất tại Mỹ là khu Little Saigon, là khu quận hạt Orange County, Southern California, quận hạt Orange County, khu Westminster, Midway City, hoặc là khu Anaheim, hoặc là khu Fountain Valley, thì các bạn sẽ thấy người Việt đi tới đâu có hai quán, có hai tiệm đông nhất. Một là tiệm phở, bạn đi tới đâu, chỗ nào có người Việt, chúng sẽ có thấy tiệm phở. Và hai là tiệm gửi tiền, có hai tiệm lớn nhất, đông nhất, nhiều nơi nhất tại Mỹ, nơi nào có người Việt, một là tiệm phở, hai là nơi gửi tiền, mà gửi tiền chỉ có về Việt Nam mà thôi. Có thể bây giờ có thêm tiệm nail nữa, là tiệm làm móng tay móng chân của người Việt mở khắp mọi nơi trên thế giới. Hy vọng một chút xíu này để cho các bạn có thể nhìn vô những con số và chúng ta nhận ra rằng thực sự những đồng tiền người Việt gửi về rất nhiều. Nhưng mà họ gửi về như thế nào là thực sự bản thân họ cũng chỉ muốn giúp đỡ một tầng lớp nào đó có thể bị bỏ quên, bị quên đi nơi đất nước mà những người đó đang sống. Họ không hơn thua mình đâu. Tại vì nếu họ muốn hơn thua chúng ta thì họ đã dừng và họ không gửi về nữa. Tại vì hơn thua để làm gì? Có được cái gì đâu? Thì tốn thời gian, tốn sức khỏe, có làm được gì đâu. Nên hy vọng người nhận cũng như người gửi, chúng ta nên quý mến những cái việc làm đó, và người nhận cũng quý mến những cái gì mà người gửi, và người gửi cũng quý mến những gì họ đưa ra, để trân trọng những cái gì người nhận và người gửi. Ông bà có gì ra học ăn học nói học gói học mở, học ăn học nói học gói học mở. Người nhận nhiều khi không vui bằng người cho, đúng không? Nên vì vậy chúng ta cùng xây dựng lẫn nhau ha. Thôi chắc tới đây thì cứ tiếp khá đủ dài. Xin cảm ơn các bạn theo dõi clip, thì là những con số đưa ra để chúng ta nhận ra được những việc đang xảy ra ngoài kia. Xin chúc các bạn ở đâu cũng vậy, nhất là những các bạn đang ở Việt Nam lúc này đang trong những hoàn cảnh khó khăn, nhất là công ăn việc làm càng ngày càng khó khăn đi, đồng tiền kiếm được càng ngày càng khó khăn, mà cuộc sống mưu sinh và lúc bệnh dịch lúc này thì rất là khổ sở cho những người mà tầng lớp bên thấp đang sống tại Việt Nam. Hy vọng các bạn vượt qua được. Chúng ta cùng đi làm, thứ nhất là nuôi dưỡng bản thân mình, cái hai là nuôi dưỡng những người thân yêu của mình, và thứ ba là đóng góp xây dựng. Không biết nơi nào chúng ta đang sống, chúng ta nên đóng góp xây dựng, đừng lấy nó ra, đừng bóc nó ra, đừng làm nó nên trở nên xấu hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.